Muốn quay cái gì? Không quay. Quay đồ chơi đi. Quay đồ chơi đi. Quay vui thấy đi. Cái đó đó. Quay máy tính hả? Không có chơi được. Quay đồ chơi đi. Người mù chơi đi. Đồ chơi đi. Đồ chơi có gì đâu. Đồ chơi con đâu? Đồ chơi quay hoài. Quay tô màu. Lấy ra chơi. Tô màu cũng học rồi. Quay gì vậy? Ai biết? Suy nghĩ coi. Tít 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 tít. Wow wow mi mi cắt chứ. Quay máy tính. Máy tính đâu quay được, máy hư rồi. Suy nghĩ coi. Tít 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 tít. Mi mi wow mi wow mi hạt chứ nhờ. Suy nghĩ coi ngoài. Không biết. Ráng ngạn cái cối. Muốn làm sao cho biết đâu. Chơi chơi không bị hư. Đâu hư gì đâu. Này ạ. Này mà bí ý tưởng không mày? Hết ý tưởng rồi, giờ làm gì giờ? Ủa cha cha, cái đó gì ngoài cái cha đi cái gì vậy? Ừ. Kìa. Cha nè, đường ngoài ừ. Cái cha nè. Ừ. Ủa cha chung viết chữ đi. Không. Chữ gì? Rồi. Viết chữ không rồi hả? Rồi. Cái gì đây? Máy tính không có tính hư rồi đâu quay được. Đó. Cái gì? Máy tính nào? Thôi máy tính đó không xài được. Mượn nó lấy làm sao? Làm gì quay gì đây? Học đi. Học rồi. Lấy cuốn sách học á. Học rồi. Suy nghĩ coi. Em suy nghĩ đây. Không biết. Không biết. Không biết gì luôn rồi sao quay đây. Quay tính chưa quay mà. Máy tính hư rồi đâu quay được. Máy tính đó đã mở. Máy tính không xài được, máy tính nhỏ không xài được. Máy tính nhỏ là quay tay. Quay từ sáng giờ mình làm gì đi, mình học sáng giờ học gì quay lên đi. Ok. Rồi, lại cái bàn học. Đi. Từ sáng giờ học cái gì? Hôm qua giờ học cái gì rồi đọc lên coi. Tô màu đi. Khoan làm này trước đi. Tô màu mà cho mấy ấn trà rồi. Học cái này trước đi. Hôm nay qua nay mình học cái gì rồi? Rồi, lại cái bàn coi. Đây. Nói tô màu đi, suy nghĩ được rồi. Ừ, suy nghĩ được tô màu hả? Ok. Ok. Rồi quay cái tập đi rồi đi tô màu. Đi. Không được. Rồi. Qua giờ học gì rồi? Này. Nào. Ừ. Nhặt ra coi. Dạ. Từ qua giờ học gì? Qua đầu từ đầu đầu ấy, đầu cuốn sách lại coi. Ừ. Đầu cuốn sách luôn. Học chữ cái biết đọc chưa? Biết đọc hết chưa? Ừ. Mày nhớ không? Bờ e. Bờ e hả? Chữ này chữ gì? Không biết. Chữ e. Chữ e. Chữ này cái gì? Chữ vờ. Chữ vờ. Chữ này. Chữ sờ. Chữ này nè. Y ngắn. Chữ l. Chữ l. Chữ này. Chữ m. Chữ h. Này. Chữ cờ. Chữ O. Chữ cờ, chữ O. Này.
chữ O, chữ O, chữ Ơ, này y ngắn, ai không biết chữ này chữ gì, chữ A luôn ha. Ồ, oh, giỏi bay, chữ A luôn ha. Chữ này cái gì, mấy chữ kỳ sáng phải không? Dạ, không giống. Chữ N, chữ N, chữ này, chữ Ch, chữ Đ, giờ, chữ giờ, chữ Đ, chữ Đ, chữ M, chữ M. Chữ này nhớ không? Nhớ không. Chữ T, chữ T. Chữ này còn nhớ không? Nhớ. Chữ U, chữ U. Này, chữ Ư, chữ Ư. Học từ sáng giờ quên hết trơn luôn. Cha cha. Ừ. 11 tập á. Cái gì? Cái này là 11 á. 11 gì? Cái này là số 11 à. 11 đâu? Cái này là chữ Ư mà 11 đâu? Nè 11. Đâu? 1 nè. Tập 1. Tập 1 nè. Tập 1 chứ phải 11. Ờ.